Hey, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Manspace này. Thì cái thời gian vừa qua mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn xem cái channel của mình á, có gửi mail tới cái email cá nhân của mình nhờ tư vấn về tình cảm cũng như là về phong cách ăn mặc. Thì có mỗi câu hỏi mình thấy rất là hay và mình nghĩ rằng á là rất nhiều chàng trai khác vẫn đang gặp cái vấn đề này, nên mình đã liên hệ với lại cái chủ câu hỏi này và bạn đó đã đồng ý cho mình nói cái clip này về câu hỏi của bạn, là về việc bạn này gặp một cô nàng mới từ 1 tới 2 tháng thôi, mới gọi là gặp và nói chuyện thôi nha. Và cái chàng trai này muốn á là làm thế nào để có thể tán tỉnh cô ta một cách nhanh nhất, làm thế nào để biến cô ta trở thành gấu mình một cách nhanh nhất. Vì vậy cái hôm nay á, đó chính là trong giai đoạn tán tỉnh thì có nên nhanh hay nên chậm không ta. Ok, nếu như các bạn thấy tò mò thì hãy cùng mình đi toàn bộ video này nha. Let's go. Thì đối với cá nhân mình á, trong chuyện tán tỉnh thì cái việc không chờ đợi là một cái việc gì đó rất là tệ. Thì cái trường hợp này xảy ra kể cả khi á là cái cô gái này đã có cảm tình với mình rồi, hoặc là cô gái này bật siêu tứ phương tứ phía luôn và mình sử dụng cái cách nào thì vẫn không thành công. Thì cái việc mà không chờ đợi và quá vồ vập vẫn là một cái gì đó rất là tệ. Tại sao? Là tại vì nhiều chàng trai bây giờ muốn tán tỉnh một cô nàng thật nhanh là vì sợ là nếu như không tán tỉnh nhanh á thì cô gái này sẽ rơi vào vòng tay của một người khác. Thì các bạn hãy cần nghĩ ra một cái hướng như thế này nè, là trước khi các bạn biết được cái sự tồn tại của cô nàng này á, cô ta đã có những đối tượng khác theo đuổi, và ngay chính lúc bạn đang nói chuyện với cô ta, bây giờ đang tìm hiểu cô ta vẫn có những chàng trai khác muốn theo đuổi. Và nếu như bạn không coi hết clip này của Manspace mà tán tỉnh một cách quá vồ vập thì sau sự thất bại của bạn, có những chàng trai khác sẽ sẵn sàng nhảy vào và tán tỉnh cô nàng. Có nghĩa là một người phụ nữ họ đã chất lượng, họ đã đẹp á, thì cái việc mà họ bị theo đuổi là một cái chuyện đương nhiên. Cho nên khi mà bạn muốn nhập cuộc tán tỉnh cô nàng này, bạn phải cần hiểu được đó chính là bạn không cạnh tranh một mình. Nhưng mà không cạnh tranh một mình không có nghĩa là bạn phải vồ vập trước những chàng trai khác, vì vồ vập nó là một cái gì đó rất là khó chịu với phụ nữ. Hình dung đơn giản thế này nha, khi mà cả hai người nói chuyện, kể cả là vui vẻ nhất đi, nhưng mà nếu như bạn cứ liên tục nhắn tin cô nàng này ngày qua ngày và hẹn cô ta đi chơi liên tục thì chắc hẳn là cô ta sẽ cảm thấy bị ngợp. Cô ta vừa không có mà chính bạn cũng vừa tước đi một cái khoảng không riêng của cá nhân. Cái khoảng không đó là khi á mà bạn có thời gian để mơ tưởng về cô ấy, bạn có thời gian để nhớ nhung về cô ấy, bạn có thời gian để suy nghĩ ra những cái chuyện mà lần sau mà có thể chém gió tiếp. Thì nếu như bạn quá vồ vập á thì cô nàng sẽ cảm thấy như dường như á là mình đang bị lấn chiếm không gian cá nhân rất là nhiều, và cô ta đồng thời sẽ nhìn ra ở bạn là một người đàn ông á, là bạn không có cái nhiều cái sự lựa chọn. Cho nên là khi mà bạn có một cái sự lựa chọn thì bạn sẽ rất là vồ vập với nó. Thì chẳng có cô nàng nào muốn bên cạnh một cái chàng trai mà ngoài mình ra chẳng có sự lựa chọn nào khác cả. Phụ nữ hay đàn ông cũng muốn một cảm giác mình chính là cái phần thưởng đắt giá trong vô ngàn những cái thứ ở ngoài kia mà chàng trai này phải rất là khó khăn để có thể giành được mà, đúng không các bạn? Và cái chuyện mà gọi là quá vồ vập ở đây á, nó còn sẽ dẫn tới một cái hệ lụy thứ hai, đó chính là những cái cuộc đối thoại ở bàn cà phê của các chị em. Có phải các chị em ít nhất không từng một lần nói chuyện với nhau và than vãn là tại sao cái thằng bồ của tao á, giai đoạn đầu nó tán tao, nó ga lăng lắm, nó lịch sự lắm, nó tinh tế lắm, nhưng mà tán được tao rồi thì bỗng nhiên nó vô tâm vậy. Thì cái điều này tôi tin chắc nó xảy ra là bởi vì những cái chàng trai này trong giai đoạn tán tỉnh đã quá vồ vập mà vô tình bỏ qua đi những cái điểm chưa được của cô nàng. Là phụ nữ hay là con người, bất kỳ ai cũng vậy, khi mà ra ngoài xã hội, khi mà nói chuyện với người khác, chắc chắn là bạn sẽ thể hiện ra những cái phẩm chất tốt đẹp nhất của bản thân, chứ không có ai mà mới gặp một người lạ mà thể hiện ra mình có những cái điểm xấu hết á. Vì vậy trong giai đoạn tìm hiểu á, thời gian đầu thì bạn sẽ không tài nào biết được những cái điểm xấu của cô gái đâu, trừ khi bạn cho bạn và cô ta một cái thời gian đủ để nhìn ra những điểm tốt và chấp nhận những điểm xấu của nhau nữa. Thì khi mà hai bạn đã về chung một nhà rồi á, các bạn sẽ không có bỡ
ngỡ khi mà những cái điểm xấu này nó có, các bạn vẫn sẽ yêu thương cô gái đó, anh chàng này, vì anh ta và cô ấy thực sự là họ. Và cái điều thứ ba, cái này nó tương tự như cái việc mà bạn có một cái món ăn ưa thích đi. Ví dụ như là tôi thích ăn cơm sườn đi, nhưng nếu như mà tôi ăn một ngày tôi thấy rất là ngon, nhưng nếu như tôi ăn ngày qua ngày, ngày này tôi ăn món này, ngày hôm sau tôi vẫn ăn món cơm sườn nữa, thì cái chất lượng bữa ăn này nó cũng không có còn ngon như là cái bữa ăn đầu tiên của tôi. Thì cái chuyện này á, nó cũng giống như chuyện tán tỉnh thôi, là nếu như bạn nói chuyện rất hay, rất vui, rất là mượt, nhưng mà bạn nói chuyện mỗi ngày như vậy á, thì cái sự vui, cái sự thú vị nó là sẽ không bằng như là việc bạn biết giờ đợi và từ 2 tới 3 ngày. Như cái clip cũ tôi nói về việc những bí kíp nhắn tin tán tỉnh mà ai cũng cần biết, thì bạn phải cần một cái thời gian để tách bản thân ra khỏi cô nàng, và cô nàng cũng cần một cái thời gian không có bạn để nhớ nhung về nhau nhiều hơn. Trong tán tỉnh có một cái thuật ngữ rất là hay và trong marketing luôn, đó chính là push and pull factor. Có nghĩa là khi bạn muốn kéo một thứ gì đó lại gần mình thì bạn cũng cần phải đẩy nó ra nữa. Push ở đây á, khi đó là chính là khi bạn đẩy cô nàng ra xa một tí. Có thể là việc bạn không nhắn tin cô ta mỗi ngày liên tục, có thể là bạn có một chút lạnh lùng, có thể là bạn có một chút bất cần. Nhưng mà khi mà bạn pull cô ta lại, bạn kéo cô ta về á, cái sự hiệu quả, cái sự mong đợi, cái sự thành công sẽ có rất là lớn. Thì cái việc tán tỉnh ở đây nó giống như là một cái trò chơi thôi, hai người rượt đuổi nhau. Thì nếu như mà cả hai cùng giữ một cái khoảng cách á, thì cái cuộc rượt đuổi nó vẫn có hoài. Nhưng mà nếu như mà bạn hoặc cô nàng nó chạy quá nhanh thì sao? Thì bạn sẽ tông đổ người đối diện thôi. Ok, thì nãy giờ tôi nói hơi dài dòng, thì tóm lại á, cái thứ mà tôi muốn gọi là truyền tải cũng như là giải đáp thắc mắc của bạn kia á, đó chính là trong giai đoạn tán tỉnh, nhất là thời gian đầu á, nếu mà muốn đi nhanh á, các bạn hãy bước thật là chậm. Đừng sợ là nếu như mình không tán tỉnh một cô nàng thật nhanh thì cô ta sẽ rơi vào vòng tay người khác. Vì nếu như mà phụ nữ đã thích bạn rồi á, thì dù bạn có lạnh lùng tới mấy, cô ta vẫn sẽ thích bạn. Nhưng nếu như cô ấy chưa có tình cảm gì với bạn hết, mà bạn có ân cần tới đâu, ga lăng tới đâu, thì đối với cô ấy bạn cũng chỉ là một cậu bạn lịch thiệp mà thôi. Ok, đó là cái video clip mà tôi dành ra để giải đáp thắc mắc, cũng là một cái clip gửi gắm tới những cái anh em nào đó mà đang có thể vẫn còn đang gặp phải những cái trắc trở này trong cái giai đoạn tán tỉnh của mình. Thì tôi thật sự mong là cái clip này đã giải đáp được thắc mắc của bạn và những cái anh em nào mà vẫn còn đang gặp khó khăn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết toàn bộ cái clip này, mặc dù nó hơi khô khan một chút. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là những lời góp ý cũng như là phê bình phàn nàn thì hãy để lại dưới cái comment của video này. Và nếu như thấy hay thì bấm vào nút like để ủng hộ tinh thần của channel Manspace, cũng như là bấm vào nút subscribe và đừng quên bấm cái chuông nha, để sau này khi mà những video clip mới ra sẽ được thông báo tới các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều.